Đây là đường Trương Định hay gì? Đây xe chở bán cháu lòng dạo nè. Rồi đây là ngã tư Kỳ Đồng. Phường 9 quận 3 cái gì, bây giờ là chiều ngày 18 tháng Giêng nè. Hướng ra đường bờ kè Rạch Thị Nghè nè. Đây là cầu số 9 bắc qua Rạch Thị Nghè cái gì. Qua bên đây là đường Trường Sa. Phường 13 quận 3 này. Bán cơm tấm nướng thịt bốc khói hấp dẫn không? Cơm nướng gì? Dùng sòi đó vậy.
đây cổng xe lửa Trương Minh Giảng nè. Gì thấy đường xe lửa không? Đây góc đường Quỳnh Văn Bánh, ngày xưa là đường Trương Tấn Vũ hay gì. Phạm Văn Hai nè chị, đưa là đường Thoại Ngọc Hầu á. Bên trái là vô chợ ông Tạ đó. Bên phải là đi ra đường Võ Tánh. Đây nhà thờ Tân Sa Châu nè. Thank you.
cầu Lăng Cha Cả nè. À, Lăng Cha Cả. Có cà phê Tuấn Ngọc đây nè. À, đây là đường Út Tịch hướng ra ngoài đường Cộng Hòa quý vị. Gần khu vực Lăng Cha Cả Tân Bình ha, kẹt xe quá quý vị, hẹn gặp lại quý vị nha. Thank you, see you.